Thưa quý vị và các bạn, như thông tin VTC Now đã cập nhật, mới đây cựu chủ tịch tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết một lần nữa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 khởi tố bổ sung thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos và các công ty có liên quan. Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết đã bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội danh trên với bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC. Ngoài ra, hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán thuộc ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong kết quả điều tra ban đầu, xác định các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi những người này được cho là đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Pharos từ năm 2014 đến 2016. Sau khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, các bị can đã bán nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Cụ thể, tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do Quyết nhờ dựng tên. Cơ quan chức năng xác định các bị can đã thu được tổng cộng hơn 6.400 tỷ đồng, sau đó rút tiền mặt để chiếm đoạt. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos và các công ty có liên quan. Ngày 24 tháng 8 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 đã ra các quyết định phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố 4 bị can trên. Và ngày 25 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật. Vâng, thưa quý vị, trước đó vào cuối tháng 3 năm 2022, thị trường chứng khoán đã có một phen xôn xao khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với những người có liên quan. Sau đó, Cơ quan chức năng cũng tiếp tục khởi tố bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, hai em gái của ông Quyết cùng hai cựu lãnh đạo FLC là Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh để làm rõ vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Quyết. Kết quả điều tra làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu với mục đích thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của bị can được xác định được thực hiện từ đầu tháng 12 năm 2021, kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, cũng là phiên mà chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo đó, Trịnh Văn Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình, nắm giữ lên một mức cao ngất ngưởng để lùa gà nhiều nhà đầu tư, rồi đánh úp bán chui cổ phiếu mà bị can này mua rẻ với mục đích hưởng lợi bất chính. Kết quả điều tra xác định từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến ngày 10 tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, đã chỉ đạo bà Huế liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập 20 công ty. Trong đó, các bị can còn mượn sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán, đứng tên bà Huế và các công ty cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Trong đó có 120 tài khoản mở tại công ty cổ phần chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác. Mục đích của việc làm trên nhằm đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng trên một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá trần cao nhất 24.050 đồng trên một cổ phiếu, trung bình là 22.586 đồng trên một cổ phiếu, tăng 64%. Tiếp đó, ông Quyết đã chỉ đạo các bị can và một số người khác đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng số tiền 1.689 tỷ đồng nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán. Theo Bộ Công an, việc làm của ông Quyết và đồng phạm nhằm tạo ra cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính ban đầu 975 tỷ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Bộ Công an đã tiếp nhận hơn 550 đơn tố cáo hành vi thao túng thị trường của Trịnh Văn Quyết.
Quay trở lại với vụ án thứ hai khiến ông Trịnh Văn Quyết và một số cựu lãnh đạo tập đoàn SLC bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với các vi phạm nghiêm trọng trong nghĩa vụ công bố thông tin, FLC Faros vừa bị HOSE hủy niêm yết cổ phiếu từ ngày 5 tháng 9. Cụ thể, chiều ngày 25 tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã có quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros. Theo đó, toàn bộ hơn 567,58 triệu cổ phiếu ROS, tương đương mức vốn điều lệ hơn 5.675,98 tỷ đồng của doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE sẽ bị hủy niêm yết bắt đầu từ ngày 5 tháng 9. Lý do được HOSE đưa ra cho quyết định này là FLC Faros đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo Điều 120, Nghị định 155/2020. Trước đó, cũng liên quan tới các vi phạm về công bố thông tin, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã bị HOSE đình chỉ giao dịch từ ngày 12 tháng 8, trong đó giá giao dịch lần cuối ở mức 2.510 đồng trên một cổ phiếu. Vâng, theo các luật sư, với hai tội danh bị khởi tố là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Trịnh Văn Quyết sẽ phải đối mặt khung hình phạt rất nghiêm khắc có mức án là 20 năm tù hoặc tù chung thân. Để làm rõ hơn về vấn đề này, hiện tại VTC Now đã có kết nối với luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin mời trường quay kết nối. Thưa luật sư, xin anh cho biết rõ hơn quy định mức xử phạt của tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những tội danh xâm phạm quyền sở hữu tài sản được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, Điều 174 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì quy định là người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội danh này. Và khoản 4 Điều 174 thì có quy định là người nào gian dối để chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên thì sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Như vậy có thể thấy rằng là với quy định của pháp luật hiện nay thì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra những thông tin tài liệu gian dối để cho nạn nhân hiểu lầm và nạn nhân tự nguyện trao tài sản, sau đó đối tượng nhận được tài sản và chiếm đoạt, và cái tài sản đó trị giá phải từ 2 triệu đồng trở lên. Và với cái hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản như vậy là xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản, có yếu tố lừa dối làm cho nạn nhân tin tưởng và giao tài sản, và hành vi này xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Vậy theo luật sư, với hai tội danh bị khởi tố của ông Trịnh Văn Quyết là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cựu chủ tịch tập đoàn SLC sẽ phải đối mặt với mức án nào? Đối với vụ án xảy ra tại tập đoàn SLC thì cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết và một số bị can khác. Và với cái tội danh này thì hình phạt đến 7 năm tù là mức cao nhất của tội thao túng thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với cái tội danh mới mà cơ quan điều tra vừa mới khởi tố thì có cái mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Để có căn cứ để có thể buộc tội đối với các bị can trong vụ án này thì cơ quan điều tra cần thu thập các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh các bị can đã có hành vi gian dối, sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư. Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì là cơ quan chức năng đang khởi tố các bị can theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự để với cái mức chế tài có thể tới 20 năm tù hoặc là tù chung thân, và cái số tiền ban đầu mà cơ điều tra xác định là có thể chiếm đoạt của những nhà đầu tư là hơn 6.000 tỷ đồng, như vậy là số tiền đặc biệt lớn. Và đối với những cơ quan liên quan trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ có những hình thức và mức xử phạt như thế nào ạ? Trong vụ việc này thì liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, liên quan đến hoạt động trên sàn chứng khoán, liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và liên quan đến nhiều các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan diễn ra trong một thời gian rất dài. Bởi vậy là cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra và tiến hành phân tích, làm rõ, thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ để chứng minh là quá trình tăng vốn thì có vi phạm quy định pháp luật hay không, và
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với cái hoạt động tăng vốn cũng như là quản lý sàn chứng khoán liên quan đến hoạt động huy động vốn cũng như là các hoạt động của doanh nghiệp này. Đồng thời là cũng làm rõ vai trò trách nhiệm của những người góp vốn, những người quản lý điều hành, những cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp này có liên quan đến cái hoạt động tăng vốn cũng như là giao dịch trên sàn chứng khoán. Trong trường hợp mà có những cán bộ cá nhân mà biết được hành vi như vậy là gian dối và thực hiện mục đích để chiếm đoạt tài sản thì sẽ được xác định là đồng phạm. Thế còn các cá nhân là tham gia với tư cách là người làm công ăn lương, người lao động hoặc là những thành viên góp vốn của doanh nghiệp này nhưng mà không có cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, cũng không có bàn bạc thống nhất thỏa thuận với các bị can để chiếm đoạt tài sản của bị hại thì những người này sẽ không được xác định là đồng phạm, sẽ không liên quan đến vụ án này. Thì vấn đề này cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan tổ chức có liên quan đến vụ việc này để có cái sự phân loại cũng như là xác định là người nào có vi phạm thì sẽ xử lý người đó. Cơ quan điều tra thì cũng sẽ làm rõ là cái số tiền mà các bị can chiếm đoạt của người bị hại là bao nhiêu tiền và cái hành vi chiếm đoạt thể hiện thông qua các tài liệu chứng cứ nào và số tiền chiếm đoạt đó hiện đang ở đâu, đang chuyển hóa thành các tài sản gì, có hành vi là rửa tiền hay không, có hành vi là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hay không, và những tài sản đó là vật chứng của vụ án thì cũng sẽ có thể bị kê biên, bị niêm phong, bị thu giữ để xử lý vật chứng theo quy định pháp luật. Và những người mà có liên quan đến cái hành vi này thì cũng sẽ bị xử lý. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư. Vâng, thưa quý vị, theo các chuyên gia, nếu không tính thuế phí giao dịch khi một nhà đầu tư bỏ 100 triệu đồng mua cổ phiếu ROS năm 2016 đến tháng 11 năm 2017, số tiền sẽ là hơn 1,5 tỷ đồng. Nếu giữ đến hiện tại, số vốn chỉ còn gần 20 triệu đồng và trước khi biến thành mã trà đá với giá 2.510 đồng một cổ phiếu như hiện tại. ROS của công ty cổ phần xây dựng FLC Faros từng là mã đình đám trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2016 với những bước tăng giá khiến giới đầu tư lúc bấy giờ phải choáng ngợp. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tổng hợp trong phóng sự sau đây. ROS từng tạo kỷ lục trên sàn chứng khoán khi sở hữu đà tăng 35 phiên liên tiếp, xen giữa chu kỳ tăng phi mã này là những phiên mua vào liên tiếp để tăng sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết khi chỉ là cổ đông lớn. Đến tháng 5 năm 2017, khi ông Trịnh Văn Quyết chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, khiến cho ROS liên tục được thổi giá và lập kỷ lục lên tới trên 187.000 đồng trên một cổ phiếu sau điều chỉnh. Chuỗi tăng này đã giúp ông Trịnh Văn Quyết, nhân vật sở hữu gần 290 triệu mã ROS, tương ứng 67,34% vốn FLC Faros, thời điểm đó trở thành người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt với khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Nếu tính tài sản dựa trên số lượng và giá cổ phiếu nắm giữ trên sàn chứng khoán, ông Quyết thậm chí vượt Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Bên cạnh đó, ROS cũng từng lập kỷ lục thanh khoản của thị trường. 6 đợt thoái vốn khỏi FLC Faros trong vòng 2 tháng tại thời điểm năm 2020 của ông Trịnh Văn Quyết nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 23,7 triệu mã ROS, tương ứng 4,17% vốn như hiện tại, đã đẩy thanh khoản ROS lên mức cao. Trong đó, ngày 10 tháng 4 năm 2020, ROS ghi nhận kỷ lục về thanh khoản khi 82,3 triệu cổ phiếu được sang tay. Gần 54 triệu cổ phiếu trong số này được bán ra từ ông Trịnh Văn Quyết. Trước đó thoái vốn 3 ngày, ông Quyết đã từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nên không còn nghĩa vụ báo cáo trước khi giao dịch. ROS thậm chí lập kỷ lục ngay từ khi chưa bắt đầu chính thức được giao dịch. Theo đó, FLC Faros được thành lập từ năm 2011 với vốn điều lệ ở mức khiêm tốn khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhưng chỉ trong vòng 5 năm, vốn điều lệ của công ty đã tăng khủng lên 4,3 nghìn tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cập nhật của VTC Now. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này trong các phần tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.